ngày ngày thường làm lễ phóng sanh. Nhưng nhiều lúc chúng ta sơ ý những việc ở trong gia đình của chính mình. Như các cô đang nấu ăn ở trong bếp. Mỗi buổi chiều khi chúng ta ăn cơm xong rửa chén bát, các cô nên rửa sạch những cái bồn, rửa chén vì những cái bồn rửa chén đó Dính dầu Dính thức ăn thừa Nếu mình không rửa sạch Thì những loài kiến bắt mùi Sẽ bò lên trên đó rất là nhiều Khi sáng mai Mình ăn cơm xong rửa chén Thì thấy kiến bò rất là nhiều Ở trên chỗ chúng ta rửa chén Từ ngay chỗ đó mà chúng ta đã làm chết những con kiến nên khi rửa chén xong Chúng ta phải rửa sạch sẽ Nơi mình vừa mới rửa chén Để giảm tối đa cái chỗ mà Mình sát hại những sinh linh nhỏ Thí dụ như Chúng ta đói khát quá Chúng ta cũng đi kiếm ăn Như vậy thì những con kiến nhỏ này Nó đói quá Nó cũng bắt mùi Nó đi kiếm ăn Quý vị biết rằng gia đình nào mà sát sanh nhiều loài động vật một là ăn hai là buôn bán chúng ta thử chúng ta thử coi lại gia đình đó đi gia đạo về sau không có tồn tại giống như lúc những đứa ở trên đà lạt á có một gia đình này chiên làm nghề giết chó giết mèo giết gà rất là nhiều giết xong thì đem đưa cho nhiều nơi mà người ta cung cấp thịt gia đình làm ăn thì cũng kiếm được nhiều tiền nhưng nhân quả đến gia đình đó là con cái trong gia đình đó bệnh hoạn chết lặng lặng đến đứa con cuối cùng là bị mang chứng bệnh ung thư xương bằng chân của chú này rất là to khi mà đem đến chùa nhờ quý thầy trong chùa hộ niệm giùm hộ niệm cho chú này và gần gũi gia đình chú này hỏi về những việc gia đình thì người mẹ kể rằng là đồng tiền sát sanh thì kiếm được cũng nhiều lắm nhưng không cầm được thầy à gia đạo của con lộn xộn tiền kiếm được bao nhiêu thì đưa vào chỗ bệnh hoạn hoặc là con cái phá sản phá sạch hết và con con chết lần 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 Đến chú này Thì mang một chứng bệnh ung thư xương này Vô cùng là ghê gớm Chân của chú thiệt là to Nổi lên một cái mục thiệt là lớn Chứ giữa cái mục đó có một cái lỗ Bự như vậy Mỗi ngày hộ niệm Thì những người trong chùa Phải moi những miếng thịt thúi đó ra cứ moi ra moi ra Thời gian một tháng Chú mới chết Có được phước duyên hộ niệm Nếu mà không được có phước duyên Người hộ niệm an tâm cho chú Thì cái chết của chú vô cùng là đáng sợ Quý vị biết rằng là Khi chết xong thì Cái mục đó nó xẹp xuống và khi tắm đó Thì ngay chỗ cái mục đó Chân của chú nó rụng ra Làm hai Phải lấy giải bó lại Rồi mới tặng liệm Trước khi mà chú chết đó, Chú có nói mấy câu rằng con phiên mọi người đừng nên sát sanh. Nhà của con sát sanh kiếm được nhiều tiền nhưng cuối cùng thì không có cầm tiền được. Anh em của con cứ chết lần 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 rồi đến con cũng chuẩn bị chết. Gia đình tan nát kiếm tiền được nhưng không cầm được tiền. Con phiên mọi người đừng làm nghề sát sanh để kiếm tiền lo cho gia đình. Và chú nói thêm một câu rằng Con khuyên mẹ Phát tâm ăn chay đi mẹ Gia đình mình sát sanh quá nhiều rồi Gặp bao nhiêu là thảm cảnh Rất là may mắn Bây giờ mình gặp được Phật Pháp Mẹ Phát tâm ăn chay đi Để chuộc lại Tội lỗi sát sanh Của gia đình của mình Giết nhiều chúng sanh quá chú này phước duyên cũng rất là lớn. Khi hộ niệm cho chú này thu hình lại chắc cũng là khắp nơi trên thế giới biết được câu chuyện của chú này. Cũng nhiều người phát tâm ăn chay. Lúc đó thầy có nói một câu rằng chắc chú này là Bồ Tát đến thị hiện quá. Nhiều người khi coi đến Câu chuyện của chú này Thì phát tâm ăn chay Vì nghe những cái lời Mà một người gần chết nói ra Có cảm xúc lắm Khi những đứa coi đến quyển sách An sĩ toàn thư này Thấy ăn tổ ngày 8 tháng Vì nhân quả Và Ngài cũng nói rằng Nếu người người mà tin nhân quả Thì thiên hạ thái bình người người mà không tin nhân quả thì thiên hạ nổi loạn chúng ta học phật nhận xét chỗ này rất là đúng con người mà tin nhân quả rồi thì họ không có dám bừa bãi quý vị à chúng ta là do gì học phật nè mà nhân quả chúng ta chưa có tin sâu sắc nè nên chúng ta vừa học phật mà vừa đi tạo nghiệp nè nếu nhân quả mà chúng ta tin sâu sắc rồi đó một ý niệm sai chúng ta cũng không dám nghĩ nữa chứ đừng nói chi là đi làm sai nên chư tổ sư dạy mình rất là hay nếu học phật mà không nghe được nhân quả sâu sắc thì mỗi ngày tuy tụng kinh niệm phật nhưng tha hồ đi làm ác nếu người học phật này mà học được nhân quả sâu sắc thì nhất định họ càng ngày họ càng đọn được nhiều cái ác và phát nhiều điều thiện từ nơi đó mà những đức đem quyển sách an sĩ toàn thư này ra để học tập đọc những câu chuyện nhân quả trong quyển sách này để cho người người nghe được nguyên văn của quyển sách này quyển sách này quá dày đâu phải là ai cũng đọc được quyển sách này chúng ta ở trong chùa có được thời gian mỗi buổi sáng khi tu xong những đức dành ra thời gian khoảng 40 phút chúng ta học tập quyển sách này mỗi ngày như vậy một là mình được nhắc nhở đại chúng được nhắc nhở hai là những đoạn này chúng ta học tập xã hội bên ngoài ai đủ duyên người ta nghe người ta tin người ta tự nhìn nhận lại những người sát sanh cuối cùng thì gia đạo có được bình yên hay không chỗ kiếm tiền của họ giàu có có tồn tại lâu hay không hay là vợ chồng xung đột với nhau hay là những đứa con đến gia đình mình là những đứa con phá gia chi tử nhiều lúc họ không biết họ cứ hỏi câu tại sao Gia đình của tôi đang bình yên Mà lại xảy ra những chuyện rắc rối như vậy Họ cứ hỏi câu tại sao Thì chính quyển sách An Sĩ Toàn Thư này Những câu chuyện nhân quả này Sẽ giải thích cho chúng ta nghe Từ nơi ngay nghiệp sát sanh Mà gia đình lộn xộn Chư Tổ cũng nói rất rõ ràng Một gia đình sống Mà mỗi ngày sát sanh Giết chúng sanh để ăn thịt trong nhà Thì gia đình này đang hội tụ quán quỷ ở trong gia đình Quán quỷ ở trong gia đình này càng ngày càng nhiều Thì nó có năng lực có thể làm cho gia đình này lộn xộn Vợ chồng ấu đả với nhau Con cái ấu đả với nhau Gia đình không có ngày yên Là ngay chỗ Gia đình này sát sanh nhiều quá ở trong nhà nên hội tụ quán quỷ ở trong nhà nhiều, nên gia đình này lộn xộn. Nhiều vị học Phật họ nhận xét ra được chỗ này. Họ đến gặp chúng ta, họ nói rằng lúc con chưa học Phật, gia đình của con ăn mặn, sát sanh trong nhà rất nhiều. Gia đạo của con rất là lộn xộn. Nhưng từ khi nghe được Phật Pháp Thì trong gia đình của con phát tâm ăn chay Không có còn sát sanh trong nhà nữa Con thấy rất là rõ ràng Vợ chồng sống được hạnh phúc Người chồng không còn nóng tính Người vợ cũng không còn nóng tính Con cái mình dạy nó chịu nghe Họ đã thấy ra được chỗ này rất rõ ràng vì sao lúc trước gia đình không được hạnh phúc Vì ngay chỗ gia đình mỗi ngày sát sanh rất là nhiều Công đoạn chúng ta vừa mới đọc qua Đó là nói về những lời kiến Nhà ai mà không có kiến Chúng ta không thể nào tùy tiện giết những con vật nhỏ này Đừng bao giờ xem thường những con vật nhỏ này Nó cũng là những chúng sanh tạo tội nghiệp Như chúng ta là người không hiểu Phật Pháp Tạo tội nghiệp Thì chúng ta bị đỏ lạc vào loài súc sanh Nhiều lúc mình làm kiến Hoặc là làm những con vật nào đó Nếu chúng ta không hiểu nhân quả Tùy tiện giết những loài vật nhỏ Kiến, mũi, gùi Tùy tiện mà giết nó đó là chúng ta đang mỗi ngày tạo nghiệp nếu gia đạo đó nghe được những công đoạn này trong gia đình của mình gặp kiến gùi mũi không bao giờ giết vì chúng ta giết nó không có lợi ích gì cả nhưng quý vị để ý chúng ta dù là giết một con kiến nhưng tức khắc trong tâm mình lúc đó khởi lên tâm sân hận Nếu giết nhiều con kiến Thì tâm sân hận càng khởi lên nhiều Còn lúc quý vị vừa giúp đỡ một con vật nhỏ thoát nạn Tức khắc tâm của quý vị Nó nhẹ nhàng Nó vui vẻ Đây là chỗ mà những đức nghe được Phật Pháp Những đức làm Lúc những đức chưa đi vào chùa những đức là người nấu ăn trong quán đồ ăn mặn nha thì trong bếp thường là kiến đồ bò vô rất là nhiều khi những đức nghe được pháp của hòa thượng thì những đức mới làm thử cái câu chuyện mà hòa thượng ngài dạy hòa thượng dạy rằng là trong nhà bếp có nhiều loài kiến bò vào vì nó đói quá, nó đi tìm thức ăn để ăn. Nếu chúng ta giết nó, càng giết thì càng nhiều, lạ là càng giết thì càng nhiều. Chúng ta nên đem một chút thức ăn cúng dường riêng biệt cho những con kiến này. Quý vị biết rằng những đức đã làm lúc ở ngoài đời ở trong nhà bếp mà nấu đồ ăn mặn đó, những đức lấy đường, lấy thức ăn để vào một cái chén để ghiêng qua một bên những đức nói với nó rằng này các chú kiến thức ăn này để dành cho các chú dùng các chú hãy qua đây dùng còn hũ đường này mỗi ngày múc ra để mà niêm niếm thức ăn dành cho người nếu các chú bò vào hũ đường này thì khi tôi muốn đường sẽ muốn luôn các chú bỏ các chú vào nước nóng các chú chết rất là đau khổ nên tôi để một bên thức ăn này dành cho các chú các chú hãy bò vào đây để dùng ở đây quý vị biết chính lúc trước những đức chưa đi tu làm chỗ này đã có cảm ứng rồi đây là trước ngôi tam bảo Nói rất thật lòng Để thức ăn một bên riêng biệt Tất cả những con kiến Đều là bò lại ngay chỗ đó Để mà dùng Không có bò vào Hủ đường Để mà khóa hoại Thì chúng ta tin rằng Phật dạy rất rõ ràng Tình giữ vô tình đồng viên chủng chi những con vật biết nghe chúng ta thương nó nó cảm ơn chúng ta chúng ta giúp đỡ nó nó cảm ơn chúng ta nếu chúng ta chửi mắng nó nó ghét chúng ta nhà quý vị mà có chuột nhiều quý vị thử chửi những con chuột mắng những con chuột thì quý vị coi nó phá gia đình quý vị đến cỡ nào có một người khi thấy chuột mắng nó thì tối lại nó bò đến đồ của người đó nó cắn đồ người đó nát hết. Quý vị nghĩ con vật nó biết hay không? Phật nói mà chúng ta không tin sao? Tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí tuệ của Như Lai. Nhưng vì tội nghiệp của nó bị chiêu cảm làm loài súc sanh. Chúng ta có phước được làm người, nếu chúng ta tạo nghiệp hết phước Chúng ta cũng đầu thai vào loài súc sanh Như vậy thì Hiện tại chúng ta nghe được đạo Pháp Phải khở tâm từ bi Để thương tất cả chúng sanh Gùi kiến muội Nhất là những người dưới quê chưa nghe được đạo Pháp Khi mình ngồi chung với họ Mình nói chuyện với họ Mình thấy rất là rõ ràng một con mũi bay đến cắn vào tay họ là họ giang đôi tay ra đập cái chát con mũi chết tại chỗ con mũi chưa cắn chỉ cần con mũi này bay trước mặt họ bay tới bay lui trước mặt họ thôi thì họ đưa bàn tay của họ lên họ đập vào cho con mũi chết chúng ta là người nghe được nhân quả ai đi làm chỗ này hả quý vị nó không ít lỡ gì cả Thí dụ như con mũi này nó quá đói Nó bay đến nó xin chúng ta một chút máu Chúng ta không cho nó dùng một chút máu này Thì thôi chúng ta đuổi nó đi đi Còn cái này chúng ta không cho mà còn giết Bây giờ chúng ta đặt mình vào nó Nếu chúng ta là người đói khác Chúng ta Đi xin thức ăn người khác Người khác không cho mình ăn Mà người khác còn giết mình Thì quý vị nghĩ như thế nào Chúng ta chấp nhận hay không Không có ai chấp nhận chỗ này cả Như vậy thì người Tùy tiện giết những chúng sanh như vậy Quý vị, vị tự hỏi lấy lương tâm mình Tâm địa đó thiện hay ác Nếu chúng ta không giết nó mà chúng ta còn biết truyền thọ tam quy cho nó nữa như những đức khi nghe được phật pháp một con mũi lại chích mình mình để cho nó chích mình một chút mình chắp tay lên mình quy cho nó quy phật không đọa địa ngục quy pháp không đọa ngạo quỷ quy tăng không đọa bàn xanh niệm thêm vài câu phật hiệu cho nó nghe quý vị nghĩ nó chích một chút máu đó là tài thi Chúng ta truyền thọ tam quy cho nó Niệm Phật cho nó nghe là pháp thi Tâm của nó an vui Vui vẻ là vô ý thí Một con mũi chích mình mà tu được tài thí Pháp thí, vô ý thí Ai cũng cần có được giàu có trí tệ sức khỏe mà không chịu tu tài thí pháp thí vô ý thi Thì làm sao được chỗ đó Một con mũi chích mà chúng ta cũng tu được ba cái thí đó Còn nếu quý vị gian đôi tay ra để giết nó Không tu được mà còn mang tội sát sanh Không lợi ích mà có hại Những chỗ này rất đơn giản Nhưng những đức nói rằng Học tập những chỗ này có lợi ích lớn vì xã hội không ít người làm chỗ này Làm chỗ này không có lợi cho gia đình Mà có hại cho gia đình Trong gia đình đó Thường là mua những loài thuốc về để diệt mũi Diệt kiến Hoặc là diệt gián Quý vị càng diệt chừng nào Thì gia đạo quý vị càng lưu bu chừng này Nếu gia đạo quý vị còn có phước Thì gia đạo quý vị còn bình yên nếu gia đạo quý vị khi hết phước Chắc chắn rằng sẽ có chuyện đến Dù là một con vật nhỏ Nhưng tánh linh của nó rất là cao Khi quý vị giết nó là nó sẽ đeo đẳng theo quý vị Chờ cơ hội Khi phước của mình giảm xuống Nó có cơ hội để hoành hành Thì nó sẽ hoành hành được chúng ta Nên chúng ta mỗi ngày Phải phát tâm từ Tập ăn chay và tập phóng sanh và ở nhà Minh thì tập hộ sanh như chùa chúng ta cũng vô cùng là đặc biệt đó có một cô này phát tâm chúng ta gọi là phát bồ tát đạo chùa chúng ta thì phóng sanh nhiều chim chóc rất là nhiều bồ câu cũng nhiều cá với hầm cũng nhiều thì có một vị trí cô này phát tâm những con chim khi yếu những con bồ câu khi yếu những con gùi khi yếu bất cứ một con vật nào khi yếu gần chết thì cô hộ niệm cho nó hoặc là quý chú quý cụ quý cô trong chùa thấy một con vật đó yếu chúng ta bỏ công ra một chút Đem con vật này đến cái nơi đó Đưa cho cô đó Cô đó sẽ hộ niệm Cho con vật này Trong cái nơi đó Để mấy niệm Phật xuyên suốt Hộ niệm cho những con vật Chỗ làm này Không phải dễ làm Khoác Bồ Tát Đạo mới làm được Hãy chăng thật làm chỗ này đi Chúng ta là con người Khi gần mắt thì có con người để lo chúng ta một con chim một con cá một con vật khi nó gần chết thì không ai ngó ngàng đến nó cả nếu chúng ta phát tâm ngó ngàng đến nó một chút như vậy thì chúng ta gieo cái nhân thiện chúng ta sẽ có cái quả thiện quý vị à làm những chuyện này để chúng ta phát được lòng từ mình lên con người tu hành lòng từ càng phát lớn chừng nào thì nghiệp quả mình càng tiêu chừng nấy Còn nếu tu hành mà không khoác lòng từ, như vậy thì làm sao tương ưng với tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát? Nên trong kinh giáo Phật cũng nói rằng: Chúng sanh thương nhất là thân mạng. Chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Nếu chúng ta khoác lòng từ mà giúp đỡ tất cả chúng sanh thì chúng ta đang hành cái hạnh của chư Phật Bồ Tát. Nên quyển sách An sĩ toàn thư này Những đức đọc từng đoạn văn Từng đoạn văn trong đó để học tập Những câu chuyện nhân quả trong đó Rất là hay Người sơ học cần phải nghe Người học Phật lâu cũng cần phải nghe Vì chúng ta nghe Để nhắc nhở chính mình Nhắc nhở chính mình Thường như vậy Mà quý vị biết Có nhiều lúc nghe những đức ngồi đây niệm Phật nè, Lạ thay Con mũi này chắc là Nhiều đời nhiều kiếp với Mình kết quán với nó như thế nào nghe Mình đang ngồi niệm Phật Phải chi mà ảnh bay đến Bàn tay của mình Ảnh chích một miếng máu đi Thì cũng được Mình chấp nhận cho Mình còn muốn niệm Phật cho ảnh nghe nữa chứ nhưng mà không chích máu Không dùng máu Mà dùng cách nào Bay lại ngay hai con mắt chúng ta Chơi này mới lạ Thử thách này hơi bị đặc biệt Bay là hai con mắt chúng ta Cứ bay là hai con mắt Rồi chúng ta lấy cái tay á Phớt phớt vậy nè Phớt phớt vậy nè Mình phớt một chút rồi Thì mình bắt đầu là nổi bồ đề gai lên. Trong lòng nó rằng mày bay đâu mày bay phức đi, sao mày bay ngay con mắt tao quậy mãi Quý vị thấy cái tâm phàm phu mình chưa? Đó là nó đến nó khảo đảo mình. Vì mình đã từng quấy rầy nó. Mình đã từng làm khuyên nó trong một đời kiếp nào đó. Đời này mình đang ngồi niệm Phật Nó đến để quấy rầy Nếu những con vật đó mà nó nghe được những chỗ này Nó không nên làm như vậy Vì làm như vậy là cản trở con người đang tu hành Vì con người này đang còn là phàm phu Họ khởi lòng săn lên Thì tức khắc Hiện lên cảnh địa ngục Nhưng mình tu hành có những chỗ trở ngại đó Mình nhắc nhau những chỗ này Khi quý vị gặp cảnh viên đó Quý vị cứ nhiếp tâm niệm Phật Đừng có để ý đến Một chút thì nó bay đi Hoặc là có những con mũi Nó bay ngay cái miệng của mình Nó cứ cắn ngay cái miệng của mình Quý vị cũng bị đó Hoặc là cắn ngay lỗ mũi của mình Mấy buổi trước có một chú Khi mà bữa đó quay phim á thì chú qua đó ông muốn chấp tay cho nó ngay ngắn á ông nói cố gắng chấp tay ngay ngắn thì con mũi nó bay đến nó cắn ngay cái bàn tay của ông nó bay đến nó cứ cắn ngay bàn tay ông ông nói bay đi chỗ khác giùm đi bữa nay mày để cho tao nghiêm túc một chút được không mày <laughs> thì quý vị biết rằng là làm việc gì nó cũng có cái sự trở ngại cả Nhưng nếu chúng ta nghe được nhân quả chỗ này Thì khi những cảnh duyên như vậy xảy ra với chúng ta Thì chúng ta có thể an định tâm lại được Đó là nói về người tu đó nghe Còn người thế gian á, bay trước mặt á, Họ mà không hiểu nhân quả rồi là họ gian Hai bàn tay họ ra là bạch liền đó. Là gớt tại chỗ chết queo từ nơi đó mà chúng ta nghe những công đoạn này nhắc nhở chính mình Không nên tùy tiện sát sanh Mà phải có tâm thương tất cả những chúng sanh Đó là phát tâm từ Những đức đọc tiếp tục một công đoạn này cho quý vị nghe Cú kiến được tăng tuổi thọ Vào thờ Đức Phật còn tại thế Có một vị tỳ kheo Đã chứng đắc lục thần thông quán sát thấy trong số đệ tử mình có một chú sa di chỉ trong bảy ngày nữa ắt phải chết vì lòng từ bi ngài liền bảo chú sa di ấy về quê thăm cha mẹ đến ngày thứ tám hãy trở lại chùa đó là thầy muốn cho chú sa di ấy được gặp cha mẹ trước khi chết cũng như được chết tại quê nhà, không ngờ đúng ngày thứ 8, chú Sa di vẫn còn sống trở lại chùa. Vị tỳ kheo liền nhập định quán sát nguyên do, mới biết chú Sa di lúc đang trên đường về quê bỗng gặp một tổ kiến sắp bị nước dân chào vào. Lập tức cởi áo cà sa, đắp chặt xung quanh để cứu. Nhờ đó mà cả đàn kiến được thoát chết. Nhờ việc này mà chú Sa di chẳng những không chết yểu, về sau lại sống thọ đến 80 tuổi. Tu hành chứng quả A à La Hán. những câu chuyện này rất là xác thực và thấy hay khi chúng ta đọc đến để mà phát lòng từ để cho nhiều người họ đừng có tùy tiện sát sanh đây là chỗ đang sát tuổi thọ của mình đó quý vị biết rằng lúc trước những đức có một người anh ông bị bệnh ung thư gia đình lúc đó thì chưa biết phật pháp cái mục ung thư của ông nổi ngay chỗ bên cổ nó lớn rất là nhanh thì đi chữa chị như thế nào cũng không hết thì người chị nào là giết gắn cắt máu pha dưới thuốc cho uống giết chúng sanh đó để mà ăn tạm bổ. Giết những con vật đó để cúng quỷ thần. Thì người ta chỉ như thế nào? Nhà làm như vậy. Giết rất là nhiều chúng sanh. Một thời gian sau thôi thì anh chết. Anh chết năm 44 tuổi bị ung thư ngay bên cổ bây giờ mình học phật thì mình hiểu được đã mang cái nghiệp sát sanh rất là nhiều khi bị bệnh là chiêu cảm từ nghiệp quả sát sanh mà ra như vậy không biết phóng sanh ăn chay niệm phật mà còn Sát hại nhiều chúng sanh đó là chỗ tăng nghiệp tiêu phước càng mau. Người này càng mau chết và cái chết của người này chết đi là đi đọa lạc. Đi đọa lạc đó. Nên cái cảnh gần chết nhìn rất là đáng sợ, rất là đáng sợ. Có nhiều lần những đức nói với người chị dâu, những đức nói rằng: "Chị à, người anh lúc còn sống không có biết ăn chay niệm phật anh sát sanh quá nhiều khi anh gần chết nhìn thấy đáng sợ quá bây giờ chúng ta hiểu được học pháp rồi thôi đem cái di ảnh của anh lên đây những đức mỗi ngày tụng kinh niệm phật hồi hướng cho anh dù gì cũng là anh em của nhau đừng có để ở dưới nhà mỗi năm làm đám dỗ sát sanh nhiều quá cúng cho ảnh có ăn được gì đâu. Chư tổ nói rằng giống như người mà té giếng con cháu mỗi năm còn luyện đá xuống giếng để chắc chồng chồng ở dưới đó thêm nữa. Chúng ta nghe được Phật pháp rồi thì trong lòng rất là tội nghiệp người thân của mình khi bị như vậy những đức biết được Phật hóa khuyên nhiều người thấy được cảnh tình người anh mình như vậy mình cũng tội nghiệp chứ. Có một lần những đức ngủ nằm mơ thấy anh ngồi mà thảm lắm. Da thịt của anh nó cứ rớt 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 xuống vậy đó. Rồi bốc lên rồi ăn. Cái cảnh tình này đó là cái cảnh tình đọa lạc trong cảnh giới xấu đó. Vì mình tu nên có nhân duyên họ cho mình thấy để mà mình tu hành á mình hồi hướng cho họ. Nên quý vị biết rằng á thân bằng quyến thuộc chúng ta đó ít tu hành, họ tha hồ mà sát sanh tạo nghiệp. Như vậy thì thân bằng quyến thuộc của chúng ta đó bây giờ cũng đang đọa lạc khổ đau đó. Nên mỗi một người chúng ta khi mà đang gặp được Phật pháp này nè Chúng ta đang tu hành phải cố gắng quý vị ơi Trong kinh giáo Phật cũng nói Một người trong thân tộc tu hành mà được thành tựu thì cũng quyền thăng Chúng ta phải tu hành được thành tựu Thì mới giúp được ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta Nên mỗi người chúng ta gặp được Phật Pháp đó Hai bên vai chúng ta đó nặng lắm Phải cố gắng đi Họ đang trông chờ mình từng ngày từng giờ đó quý vị à vì nếu mà không tu thì đọ lạc chứ sao Ngày hôm nay á Là ngày đám dỗ ba những đức nè Ngày 13 Những đức công phu một thờ Trong lòng của mình á Phát lên tâm rằng Mình được bản thân này á là nhờ cha nhờ mẹ nên dù mình có làm ông này bà nọ đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải nhớ ơn cha mẹ. Biết rằng cha mẹ đã chết rồi. Nhưng bản thân này là của cha của mẹ. Nếu chúng ta có thể làm được điều tốt thì đó là chân thật hồi hướng cho cha mẹ. Trong đây cũng nhiều cô nhiều chú cha mẹ mất. Khi làm đám giỗ thì nấu một mâm cơm gọn thôi để lên bàn thờ đi cúng không lẽ cha mẹ của mình đám dỗ thì làm linh đình như vậy thì mình thấy tội nghiệp họ nên ngày nay là đám dỗ ba những đức nhưng những đức không có nói trước mấy ngày gì cả hoặc là ngày chủ nhật gì hết vì nếu quý phật tử mà đi đến đây chúng ta mà không làm gì hết thì rất là kỳ nên ngày nay những đức cũng nhờ mấy cô nấu một mâm cơm giùm để lên bàn thờ đó là tâm tưởng nhớ quý vị biết rằng cha mẹ còn sống chúng ta nên hiếu thảo với cha mẹ chỗ hiếu thảo mà thù thắng nhất trong kinh giáo phật dạy á là người con này sống cho tốt sống làm lợi ích cho chúng sanh đi tu rồi thì phải lo tu cho thật là tốt đừng có tu giữa chừng mà bỏ đạo đi về nhà chỗ này bất hiếu lắm đó quý vị biết dù ở ngoài thế gian lo cho cha mẹ cơm ăn áo bận có đầy đủ cỡ nào đi chăng nhưng nếu chúng ta không hướng cho cha mẹ biết Phật pháp thì cuối cùng Chúng ta Cũng ôm nhau mà đi đọ lạc mà thôi Rất là may mắn chúng ta gặp được Phật Pháp quý vị à Nên mỗi ngày cố gắng Mà tu hành Những Đức mấy bữa trước Ngồi nói chuyện với anh em Những Đức nói một câu rằng Anh em phải biết thương mình Chúng ta phải siêng năng công quả, siêng năng công phu. Chỗ này là mình biết thương mình đó Khi mình mà công phu được á Thì cái tâm của mình nó thoải mái vui vẻ lắm Còn nếu chúng ta đi vào chùa Mà hai thời công phu sáng tối mà chúng ta Làm biến lên đó tu Thì mình có lỗi với cha mẹ mình lắm Có lỗi với cha mẹ mình rất là lớn Những đức nói rằng Dù có làm giỏi cỡ nào đi chăng nữa nhưng đến giờ tu mà trong tâm của mình nó không muốn lên chánh điện tu thì quý vị biết con đường tu của mình nó đi xuống rồi đó. Từ khi là mình bận bịu nhiều công việc gì đó, mình không lên tu được thì chỗ này mình không nói đi. Nhưng nếu giờ lên tu mà trong tâm của mình nó làm biến nó không muốn tu, mình nên cố gắng đi, đừng có để cái trạng thái đó lâu dài. Cái trạng thái đó mà lâu dài mà ở trong tâm mình đó Sớm muộn mình bỏ đạo đó Mình không có hương vị gì ở trong chùa cả Trong kinh giáo Phật nói Đức chúng như biển cả mênh mông Nương chúng nhờ chúng Như vậy thì công phu cùng với đại chúng rất là thù thắng quý vị à Mình được một ngôi tam bảo như vậy để tu hành Mỗi một người nên cố gắng Còn người ngoài đời Phương pháp tu học những đức cũng hướng dẫn rất là kỹ cho quý vị Quý vị cứ nương vào đó cố gắng tu Nếu quý vị muốn gia đình mình hạnh phúc Con cái mình ngoan ngoãn Gia đạo của mình phát triển Trước nhất là mình nên rèn luyện chỗ tu hành của mình á Công phu của mình đừng có lười biếng Hai thờ công phu sáng tối Hai thờ công phu sáng tối Mà lười biếng mà không lên tu đó nghe Dù cho quý vị có làm ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa Quý vị cũng không cầm được đâu vì tâm quý vị nó săn si, nó phiền não Và gia đạo quý vị lộn xộn Làm sao mà cầm được tiền Nếu muốn gia đình mình hưng thịnh Con cái mình ngoan ngoãn Gia đình tập ăn chay Đừng có sát sanh trong nhà Rồi sáng tối mình công phu ổn định Đó là chỗ mình giúp cho gia đình của mình Càng ngày càng hưng thịnh Và càng ngày càng hạnh phúc Sáng hôm nay chúng ta học tập đến đây xin mời quý vị chắp tay lên hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Để tử và chung sanh đồng sanh về tịnh độ